Xin chào các bạn, thì hôm nay mình tiếp tục làm một cái video nữa. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn giao tiếp giữa con vi điều khiển STM32 với màn hình LCD I2C. Thì đầu tiên thì các bạn mở cái phần mềm STM32 Cube MX lên. Ở video này thì mình hướng dẫn rất là chi tiết nha các bạn, nên thời gian nó khá là, nên nó hơi dài các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn tạo một cái project mới, các bạn vào file, các bạn chọn new project, thì nó đang tạo cái project mới cho các bạn đó. Rồi đầu tiên thì các bạn tìm đến con quy điều khiển của mình. Hiện nay mình sử dụng con STM32 F103C8. Thì đây là con bạn. Sau khi chọn xong thì các bạn nhấp đúp chuột trái vào để nó tạo một cái project mới cho các bạn. Thì đây là con quy điều khiển của mình nè các bạn, STM32 F103C8 TX. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình. Thì các bạn vào System Core nè. Thì các bạn vào GCC nè. Thì trong cái home tab GCC này thì các bạn chọn chọn vào cái home mục ở trên đó. Thì các bạn chọn mình sẽ chọn cấu hình là chọn hạch anh ngoài nha các bạn. Thì mình sẽ chọn là mình sẽ chạy với hạch anh ngoài. Và chọn cái chỗ là IS nè. Thì cái này các bạn chọn là Serial nha các bạn. Thì cái này là có chức năng là mình sẽ chọn chạy chế độ debug cho các bạn. Khi mà các bạn chọn thì nó sẽ cấu hình hai chân là BA13 và BA24 nè. Và tiếp tục thì các bạn chọn vào đây nè các bạn. Ở trong cái hư mục này thì nó có cái hư mục là I2C1 và I2C2. Thì các bạn chọn vào I2C1. Thì trong khu mục này á, thì các bạn chọn vào I2C. Thì xong thì giờ mình đã cấu hình xong rồi các bạn. Thì các bạn quan sát khi mà các bạn chọn I2C thì bên cái đây nè, cái con vi điều khiển thì nó tự động nó sẽ chọn cho các bạn là BB6 là chân SL, BB7 là chân SDA. Lúc mà các bạn kết nối với màn hình LCD I2C á, thì các bạn kết nối giống như cái sơ đồ chân như vậy. Thì nó đã chọn là SL là B6, còn STA là B7. Sau khi cấu hình xong thì các bạn chọn vào Clock Configuration. Thì trong cái này thì các bạn chọn vào chọn cái tần số dao động, thì đây mình sẽ chọn là tối đa là 72 Hz, 72 MHz. Sau đó thì các bạn chọn OK. Thì phần mềm nó sẽ tự tính toán cái bộ chia, bộ tổng gì đó các bạn. Chọn xung clock. Sau khi chọn xong thì các bạn tiếp tục vào cái project manager nè. Ở đây mình sẽ đặt tên cái project là LCD nhận cách I2C nhận cách STM32 F103C8. Thì đối với mà các bạn đặt cái project đó thì các bạn không có được để cái khoảng cách nha các bạn. Nên mình muốn để khoảng cách đó thì các bạn phải để vào dấu gạch ngang nữa. Sau khi chọn xong thì các bạn chọn vào cái khu mục lưu. Thì các bạn chọn muốn lưu đâu thì các bạn tìm đến cái khu mục đó. Và cái bước thứ hai là các bạn cấu hình chọn là MDK ARM nè. Và các bạn chọn phiên bản version là mình chọn phiên bản version 5. Và cái bạn chọn vào code generator nè. Ở đây nó hỏi là nó copy cái toàn bộ cái project của các bạn, hoặc là các bạn chỉ copy những cái thư viện cần thiết thôi. Ở đây là ở trên là copy cái toàn bộ thư viện.
Hiện nay mình để mặc định luôn là mình copy tất cả các thư viện cần thiết, tất cả các thư viện. Đó, các bạn có thể chọn dưới cũng được. Hiện nay mình chọn để trên luôn. Sau đó thì các bạn chọn vào Generate Code nè. Thì sau khi nó hỏi thì các bạn mở cái Gojek lên. Khi mà các bạn mở Gojek thì nó phần mềm mà KCV5 nó sẽ mở lên. Thì cái này bạn tắt đi. Này các bạn chọn viết. Này bạn chọn hủy. Chọn OK. Thì trong cái hôm 1 này á, thì các bạn tìm đến cái này nè, application gì nè. Thì nó có cái chương trình main trong đây nè, các bạn nhấp nút vào để mở nó lên. Thì đây là cái chương trình của mình vừa biên dịch ra đó các bạn. Thì giờ trước khi mình đã viết code thì các bạn build chương trình mình xem nó có lỗi không. Hoặc các bạn nhớ phím tắt là F7. Thì do các bạn build lần đầu thì nó thấy là lâu rồi các bạn. Thì cái chương trình mình là không lỗi và không cảnh báo. Do mình sử dụng thư viện I2C các bạn, nên giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái thư viện vào. Thêm cái thư viện vào cái thư mục của mình. Thì đầu tiên thì các bạn mở cái thư mục mình lên. Mình vào cái OG của mình, vào lập trình STM32. Vào LCD I2C. Thì mình sẽ tìm đến cái thư mục mà có trước cái thư viện của mình á. Thì đây là cái hai cái file thư viện của mình nè. I2C-LCD nè. Ở đây là có file .c và LCD y, và nó có file .c và file .h thì các bạn copy nè. Thì hai cái thư viện này mình sẽ để dưới, mình sẽ cập nhật cái link download trên dưới cái phần mô tả của video. Thì các bạn có thể vào đó để tải về. Vào cái các bạn vào cái thư mục của mình á, nãy mình vừa tạo ra. Thì mình nãy mình tạo là cái thư mục là LCD I2C STM32 gì nè, F103C8 nè. Thì các bạn bấm nút vào. Thì trong đây nó có cái thư mục của mình nè. Các bạn dán cái thư mục mà copy cái hai cái thư viện LCD của mình lúc nãy vào á, thì các bạn để vào đây. Tiếp tục thì các bạn copy cái thư mục C cho mình là I2C-LCD. Cái định dạng của nó là file C nè. Thì các bạn copy nó. Và các bạn bấm thành tên C cũng được. Copy. Sau đó các bạn vào core nè. Các bạn vào SGC nè. Thì cái trong cái thư mục này thì nó chứa toàn bộ cái file định dạng C của các bạn. Thì các bạn nhấc chuột phải. Các bạn chọn Bash. Thì các bạn bash cái file I2C-LCD vào. Và tiếp tục thì các bạn bắt cái file .h thì các bạn copy nó. Các bạn vào core nè. Các bạn vào INC. Thì trong cái thư mục INC này thì nó có toàn bộ cái định dạng file .h của các bạn. Thì các bạn nhấn chuột phải. Các bạn chọn bắt. Thì nó, cái thư mục cái I2C LCD này nó .h thì nó sẽ nằm trong cái thư mục này rồi. Sau khi mà các bạn dán xong thì các bạn nhấn khóa cái này đi. Tắt cái này đi. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm vào cái thư mục của mình. Thì các bạn cái này nè. Application nè. Các bạn nhấp chuột phải. Các bạn chọn đến dòng này nè. Cái dòng 1, cái dòng thứ 3. Mở lên. Các bạn bấm quay trở lại. Thì trong cái thư mục core của mình á, thì nó có thư mục là SGC nè. Thì nó có cái thư mục là I2C-LCD. Các bạn add nó vào. Sau đó các bạn chọn load. Thì nó đã nằm trong cái cây dự án của mình rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ thêm cái thư mục, thêm cái thư viện nó vào. Thì các bạn chọn gọi là include i2c-lcd.h. Khi mà các bạn thêm cây thư mục á, thì các bạn thêm cái thư mục là .c. Còn các bạn include thư viện thì các bạn include thư viện .h.
Giờ mình sẽ biên dịch xem nó có lỗi không nha các bạn. Các bạn chọn build. À, không lỗi và không cảnh báo. Thầy muốn sử dụng cái được cái thư viện IHC của mình á. Thì đầu tiên thì các bạn xem cái địa chỉ của màn hình LCD của mình. Thì đây LCD của mình là 0x4e. Và nó còn cái một cái địa chỉ nữa là 0x nó còn một cái địa chỉ nữa là 0x7e. Thì đối với những cái trường hợp mà LCD IHC, cái module IHC của bạn á, nó là BCF là 8574 mà nó không có chữ A phía sau á, là chọn là 4e. Còn nếu như mà nó có chữ A phía sau á, là 8574A gì đó, thì nó là địa chỉ của nó là 0x7e. Thì đối với những cái loại module IHC này của các bạn á, thì sẽ chọn cái địa chỉ cho nó phù hợp. Và tiếp tục đầu tiên thì mình sẽ khởi động cái màn hình LCD lên, thì sử dụng câu lệnh là LCD gạch INT nè, unit nè, thì mình sẽ copy nó qua cái thư mục main, thì các mình sẽ để vào cái dòng mà dưới này nè các bạn, view code, thì mình sẽ cho nó khởi động cái màn hình LCD lên. Khởi động xong giờ mình sẽ in cái vị trí hàng hoặc cột. Thì đầu tiên á thì trước khi in mình xóa màn hình LCD trước đi, LCD clear nè, thì mình sẽ xóa nó. Xóa nó xong rồi cái mình in cái vị trí hàng hoặc cột thì LCD bit color nè. Thì cái này á thì đầu tiên nó là hàng, thứ hai là cột. Hàng thì nó là 0 và 1, còn cột nó là từ 0 đến 15. Để các bạn copy nó, copy nó thì các bạn dán vào. Ở đây mình muốn cho hiện là ví dụ như hàng 0 phải cái vật cột của nó là ví dụ như cột thứ 5 đi. Rồi mình muốn in chuỗi, mình muốn in chuỗi thì LCD Sensing nè, mình in chuỗi nó lên. Thì in chuỗi thì mình cái này mà chuỗi thì mình hiện như chữ Hello World chẳng hạn. Hello World. Chữ Hello LCD chẳng hạn. Giờ mình sẽ biên dịch xem nó có lỗi không nha các bạn. À, nó không lỗi và không cảnh báo nè. Giờ mình sẽ bật cái camera điện thoại mình lên và mình sẽ quay màn hình lại cho các bạn xem cái phần cứng của mình. Thì đây là cái phần cứng của mình nè các bạn. Thì đây là có cái module, cái có cái con kit lập trình đó là STM32. Thì đây là cái đầu cái mạch nạp STM32 link nè, ST link V2 nè các bạn. Giờ cái đầu này mình sẽ cắm vào cái USB. Và trong cái con kit thì nó có cái nguồn 5V các bạn. Thì mình lợi dụng cái nguồn 5V này thì mình sẽ cấp nguồn cho con màn hình LCD này. Chứ trên con STM này các bạn không có lấy nguồn 5V qua, các bạn cắm cho con LCD nha các bạn. Nếu như mà các bạn cắm như vậy thì sẽ chết cái con STM32 này, tại vì dòng của con STM này khá là nhỏ. Giờ mình sẽ cắm mạch nạp vào máy tính nha các bạn. Giờ mình sẽ, sau khi mà các bạn biên dịch xong á các bạn, rồi các bạn build nữa.
hoặc các bạn mở cái phần mềm nữa. Một cái phần mềm nữa là cái phần mềm STM Link nè, STM32 Link nè. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn kết nối nữa. Thì nó đã nhận cái con cổng nạp của mình là con STM32 rồi đó các bạn, F10XX nè. Giờ mình sẽ mở cái upfront lên, mở cái file nó lên. Thì nó nằm trong cái hư mục là LCD I2C nè, STM32 nè. Thì các bạn tìm đến là MDK gạch ARM. Thì nó nằm trong cái hư mục này nè các bạn. Thì nó có cái file là LCD.hz nè, thì các bạn mở nó lên. Sau khi mở xong thì các bạn nạp xuống. Một này các bạn bấm vào đây. Sau đó các bạn chọn vào reset sau khi mình nạp chương trình nè. Sau đó các bạn bấm start. Thì mình sẽ nạp lại chương trình cái nữa các bạn. Thì các bạn thấy thì cái màn hình LCD của mình nó chưa có hiện dữ liệu lên. Giờ mình sẽ bấm nút reset. Để mình biên dịch lại nha các bạn. Sẽ mở lại. Thì trong cái chương trình của mình đó các bạn, thì mình không có viết cái hàm delay này các bạn, nên nó hiện lên rồi nó xóa luôn. Giờ mình sẽ viết hàm delay nó horn horn delay, mình sẽ cho delay 3 giây đi chẳng hạn. Giờ mình sẽ biên dịch lại chương trình. Giờ mình sẽ nạp cấp lại nha các bạn, mở lên và mình nạp lại. Thì nó đã hiện cái chữ là Hello World, Hello LCD rồi đó các bạn. Giờ để tiết kiệm thời gian thì mình có làm một cái chương trình nhỏ. Rồi mình hiện những cái chuỗi dữ liệu mình đã viết sẵn các bạn. Giờ mình sẽ copy nó. Rồi mình sẽ dán vào cái code chương trình của mình. Giờ mình sẽ biên dịch. Sau khi biên dịch mình nó không lỗi và không cảnh báo thì các bạn mở cái phần mềm mà nạp chương trình lên. Các bạn mở open file lên. Các bạn mở cái hư mục .hz lên, mở cái file .hz lên. Thì đối với mỗi lần khi mà các bạn biên dịch đó thì các bạn mở cái file lên, các bạn nạp lại chương sau khi mà các bạn thay đổi code hay là các bạn biên dịch lại á thì các bạn phải mở cái file lên. Các bạn mở nó lại để nó cập nhật cái những cái giá trị hết này lại. Sau khi cập nhật xong thì các bạn bấm vào download. Hoặc các bạn có thể bấm vào đây thì các bạn có thể download luôn cũng được. Start đến download. Hoặc các bạn bấm vào target nè. Các bạn vào Google RAM nè. Thì nó cũng nhảy ra cái được cái mở cái này lên. Sau đó các bạn chọn Start. Đó. Thì nó đã hiện cái dữ chuỗi dữ liệu của mình lên đó các bạn. Thì điện tử Song Phú chào các bạn. Và cuối cùng là kênh YouTube gì đó. Và STM gì đó rồi test LCD I2C gì đó các bạn. Thì các bạn in chuỗi lên và các bạn xóa chuỗi thôi.
thì nó quay lại do mình, cái chương trình của mình nó nằm trong vòng lặp quay các bạn, nên khi nào nó hết kết thúc chuỗi cuối cùng thì nó sẽ quay lại cái chuỗi ban đầu. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tỏ tình này, in một số cái ký tự đặc biệt lên LCD nha các bạn. Thì để in cái ký tự lên á, thì các bạn vào cái trang web là, đây là cái các bạn vào trang web LCD nè, LCD khứ bên trang Gister, Gister nè. Thì các bạn vào cái trang này, vào cái đường dẫn này. Thì cái đường dẫn này thì mình sẽ để cái link truy cập vào cái dưới cái phần mô tả của video. Thì đây thì nó hiện những cái, ví dụ như các bạn muốn hiện cái dữ liệu nào lên đó, thì các bạn bấm vào đây nè. Ví dụ như mình muốn hiện cái mũi tên đi chẳng hạn. Đó, hiện cái mũi tên thì nó sẽ tạo ra những cái file chấm hẹn, những cái mã nhị phân của nó các bạn. Thì đây mình chọn cái file chấm hết nè, nó thì nó tạo những cái file chấm hết gì cho mình, hoặc là các bạn muốn hiện cái gì đó cũng được. Cái này các bạn có thể hiện mũi tên chẳng hạn, hoặc là các bạn có hiện gì đó thì các bạn cứ hiện, và các bạn copy cái file này nó tạo ra cho mình. Thì đây thì mình làm một số cái tự đặc biệt nha các bạn. Ở đây mình sẽ mở cái thư mục của mình lên. Đây là một số cái, đây là một số cái ký tự của mình nè các bạn, như là ký tự cười nè, ký tự người, ký tự mũi tên nè, ký tự cái chuông nè, ký tự cái tim nè, omega nè, cộng trừ gì đó. Thì giờ mình sẽ copy cái này vào, copy nữa. Sau khi copy thì mình sẽ để nó nằm trong đây, Ctrl V. Giờ mình sẽ mình muốn hiện nó lên được thì mình sẽ in được những cái ký tự đó lên, thì mình sẽ gọi cái hàm là LCD CMD nè, và for, và mình sẽ LCD scene data nè. Scene data là mình sẽ in những cái ký tự lên, in từng cái ký tự lên, mình sẽ copy nó. Thì cái chương trình ấy mình copy thì mình để trong cái dòng lọc dòng chung chương trình chính nha các bạn. Đó. Thì mình sẽ in những cái ký tự lên. Tại sao nên nó có cộng 8? Vì chỉ vì LCD nó địa chỉ nó chỉ có cái ô nhớ của nó thì nó chỉ có 8 thôi, nên các bạn in một lần. Sau đó các bạn xóa nó đi và các bạn in cái lần thứ hai lên nữa, thành nó cộng thêm 8. 8 thì cộng thêm 8 nó là 16, cộng thêm nữa là 24. Rồi tiếp tục là mình sẽ in nó lên, thì mình sẽ rồi cái hàm này đưa lên. Thì là LCD push cứ gần nè, thì mình sẽ in cái vị trí là hàng và cột, và mình sẽ in cái thứ tự số 0. Thứ tự số 0 là cái nào? Thứ tự số 0 là cái này nè, cái nụ cười nè, là mình sẽ cho là cái tự 0. Còn cái số 1, cái số 1 là người, số 1 của nó đây, số 0 là người nè, số 0 là nụ cười, số 1 là người. Này là in người lên nè. Còn số 2 đó là
cái chuông, số 2 nữa là cái giống mũi tên. Hay đó, thì các bạn cứ in in lên, và đây mình sẽ cho cái delay nó lâu lâu xíu. Delay 10 giây đi chẳng hạn. Đó. Giờ vô cái vòng lặp while nè. Vô vòng lặp while á, thì mình sẽ cho nó hiện nó lên. Cái này là phải vô trong vòng lặp while các bạn ơi. Thì cái vòng lặp này á, thì mình sẽ nó in in lên rồi xong rồi mình sẽ cho nó in cái này lên nè. In xong rồi mình sẽ xóa nó đi. Thì mình sẽ biên dịch chương trình nha các bạn. À, không lỗi và không cảnh báo nè. Giờ mình sẽ mở cái phần mềm để mình nạp code cho nó. Thì mình sẽ nhấn nút reset. Thì nó hiện những cái tự của mình lên rồi các bạn. Đầu tiên là nó sẽ in hiện chuỗi lên. Sau khi hiện chuỗi lên thì nó sẽ in những cái ký tự như là nụ cười nè, con người, mũi tên nè, cái chuông, cái tim, omega và cộng trừ nè. In xong thì nó sẽ quay cái lại. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tỏ tình người yêu bằng con quy điều khiển này luôn. Thì mình sẽ in trái tim này kia đồ lên. Giờ thì mình sẽ cho nó hiện cái ví dụ như chỗ này nè. Xóa xong thì ở hàng hàng không. Cột thứ hai đi thì nó in là anh yêu em chẳng hạn. Và hàng không, hàng không cái thứ nhất thì nó in ra cái Senata đi, cái dấu mũi tên đó các bạn. Dấu mũi tên. Và cuối cùng là nó in in trái tim. In trái tim là số in trái tim là số 4. Hành chẳng sai. Trái tim số 4 là thứ 0 nè. Anh mình sẽ đếm nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nó nằm ở 14. 14 thì nó hiện cái trái tim. Còn cái dòng thứ hai thì nó hiện chữ I love you chẳng hạn.
và cái thằng này thì nó sẽ giờ mình sẽ cho nó hiện cái người lên đi. Hiện người lên. Này hiện hai trái tim lên đi. Trái tim số 4. Như là 14. Mình sẽ viết cái hàm delay nữa. Cái này delay mình cho này mình delay cho nó lâu lâu xíu các bạn. Cái này mình không sử dụng nên mình tắt nó đi. Này hiện xong rồi mình phải xóa nó. LCD clear. Rồi giờ mình sẽ biên dịch chương trình nha các bạn. Rồi chương trình mình không lỡ và không cảnh báo, giờ mình sẽ nạp chương trình. Mình sẽ nhấn nút reset trên chip. Để mình build code lại nha các bạn. Giờ nó thì nó đã chạy rồi đó các bạn. Các bạn quan sát cái dữ liệu mình đưa lên nha các bạn. Đó. Thì đầu tiên thì nó hiện là anh yêu em nè. Rồi và trái tim ở cái thứ hai là I love you nào và hai trái tim ở phía dưới. Thì cái này mình thấy là trái tim này nó cách hay xe nè, thì mình sẽ cách nó ra. Rồi mình cách trái tim này nó ra xa hơn. Thì cái này các bạn có thể hiện cái giá trị hiện tên người yêu của các bạn lên chẳng hạn, tên tên bạn và tên người yêu của các bạn lên chẳng hạn, và hiện trái tim thì giờ mình sẽ cắt nó ra trái tim thứ hai. Thì nó dữ liệu thì nó bắt đầu hiện lên các bạn.
Đó. Thì bây giờ đầu tiên thì nó hiện cái mũi tên là anh yêu em gì đó, và hiện trái tim. Hiện này thì mình cứ hiện cái này, các bạn có thể hiện tên người yêu của các bạn lên cũng được, hoặc các bạn hiện trái tim gì đó. Thì cái video của mình hướng dẫn cho các bạn giao tiếp giữa con vi điều khiển ATM32 với LCD I2C của mình đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn thấy video của mình hay, hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.